Lần đầu tiên ở Sài Gòn mà tôi nghe có bánh xèo cuốn với lá lốt á mọi người. Cuốn với lá lốt thì Dung chỉ nghe ở miền Trung thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe có ở Sài Gòn luôn á. Đích thị là cái chỗ này nè. Bánh xèo ở đây thì dao động từ 39 đến 59 cành. Quầy bếp là không gian mở nên mình có thể xem nhân viên tự tay đổ bánh luôn nha. Nhìn cái bánh xèo như vậy là biết nó to cỡ nào rồi ha. Ở quê của Nhung đó giờ thì Nhung chưa có thấy bánh xèo mà có trứng cút á mọi người. Thường thì chỉ có tôm với thịt thôi. Bánh xèo ở đây đặc biệt một chỗ là có cho thêm trứng cút vào nữa nè. Một điều Nhung thấy lạ là sau khi đổ bánh xong thì bánh xèo ở đây còn được chiên qua một lớp dầu rất là giòn luôn. Hôm nay thì Nhung gọi hai cái bánh xèo đặc biệt và một phần bún thịt nướng ban mê. Bánh xèo đặc biệt thì sẽ có tôm, thịt, mực nữa nè. Nhung thử cuốn với lá lốt thì ăn nó rất là lạ luôn mọi người ơi. Nhưng mà lạ theo kiểu ngon á. Bánh xèo mà có ngon á thì quan trọng cũng phải nằm ở phần nước mắm nè. Nước mắm ở đây thì siêu ngon luôn, độ mặn ngọt vừa phải kết hợp với độ chua. Bánh xèo thì giòn mà còn thêm có trứng cút béo béo nữa chứ. Thiệt sự đây là lần đầu Nhung ăn cái bánh xèo mà lạ như vậy luôn á. Tô bún thịt nướng thì to ú ụ luôn, tô này phải hai người ăn mới hết. Thịt và chả giò cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà Nhung thấy hơi nồng mật ong một xíu á. Nhưng mà ăn vẫn rất là ổn áp nha. Ai mà fan bánh xèo thì đừng có bỏ qua cái chỗ này nha.